Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lắp đặt camera hàng hải GC255 vào tàu của bạn. Đối với quy trình này, bạn sẽ cần một tua vít, đầu Phillips hai cạnh, một máy khoan điện và mũi khoan 1/8 inch và 3/16 inch, cờ lê lực 5/16, cờ lê 5/16. Một tua vít lực có khả năng siết 10 inch-pound. Keo dán hàng hải 3M Silang 5200 hoặc tương đương. Và hộp đen GVM 10 tương thích với máy vẽ biểu đồ hàng hải hoặc công tắc Bluenet 20. Trong video này, chúng tôi sẽ sử dụng máy vẽ biểu đồ GPS Map 8612XSV. Cần có máy cưa lỗ 2 và 3/16 inch, cho thân tàu mỏng hơn nửa inch. Cần có máy cưa lỗ 2 và 1/4 inch, cho thân tàu dày hơn nửa inch hoặc hơn. Bạn có thể gắn camera theo hướng chuẩn hoặc đảo ngược. Và hướng đảo ngược có thể cần thiết dựa trên tàu của bạn. Bạn có thể thiết lập máy vẽ biểu đồ để xoay hình ảnh 180 độ. Nếu camera được gắn theo hướng đảo ngược, chúng tôi khuyên bạn nên lắp camera có ống kính hướng xuống khoảng 35 độ so với mực nước để đảm bảo có thể quan sát đầy đủ các vật thể gần tàu của bạn. Đầu tiên, hãy tìm một vị trí để gắn hộp đen GVAM 10. Khu vực này phải nằm trên mực nước, cung cấp thông gió đầy đủ và ở vị trí có đủ chỗ để định tuyến và kết nối tất cả các loại cáp. Bây giờ, định tuyến cáp Garmin Bluenet được tích hợp trong hộp đen GVAM 10 đến máy vẽ biểu đồ hàng hải tương thích Garmin Bluenet hoặc công tắc Garmin Bluenet 20. Cần phải sử dụng bộ điều hợp mạng hàng hải Garmin. Nếu bạn không có cổng Bluenet trên máy vẽ biểu đồ tương thích, kết nối cáp Bluenet của Garmin với một cổng mạng mở. Nếu thuyền có cổng Bluenet 30 được kết nối với thiết bị mạng hàng hải của Garmin, bạn nên kết nối GC255 trực tiếp với máy vẽ biểu đồ Bluenet của Garmin để có hiệu suất tốt nhất. Vặn chặt các vòng khóa trên các đầu nối. Xác định loại cưa lỗ phù hợp với độ dày của thân tàu. Cần có cưa lỗ 2 và 3/16 inch đối với thân tàu mỏng hơn nửa inch. Cần có cưa lỗ 2 và 1/4 inch đối với thân tàu dày hơn nửa inch. Đối với lắp đặt này, chúng tôi sẽ sử dụng cưa lỗ 3/16 inch. Khoan lỗ lắp vuông góc với bề mặt thân tàu. Luồn cáp đồng trục từ hộp đen qua lỗ và đến vị trí lỗ lắp camera. Không cắt hoặc nối cáp đồng trục đi kèm. Các lỗi do cáp đồng trục đã sửa đổi không được bảo hành. Vặn chặt cả hai đầu nối. Sử dụng thêm một cờ lê 5/16 để giữ cáp camera ổn định. Khi siết chặt đầu nối vào cáp camera, kết nối cáp đồng trục với hộp đen, hộp bằng cờ lê lực FMA 5/16. Vặn chặt đầu nối FMA đến 8 inch-pound. Kết nối đầu còn lại của cáp đồng trục với cáp đồng trục camera bằng cờ lê lực FMA 5/16. Vặn chặt đầu nối FMA đến 8 inch-pound. Tiếp theo, lắp camera vào lỗ lắp. Bạn sẽ niêm phong và cố định camera vào bề mặt lắp. Sau khi chỉnh hướng camera, nếu lo ngại camera có thể rơi ra, bạn có thể giữ cố định bằng băng dính hoặc một phương pháp tạm thời khác. Đầu tiên, hãy chọn biểu tượng trang chủ trên máy vẽ biểu đồ của bạn. Nếu bạn có nhiều hơn một camera trên mạng, chọn camera phù hợp. Xoay vỏ camera theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, cho đến khi trục cuộn ở vị trí mong muốn. Đánh dấu 3 vị trí lỗ dẫn hướng trên bề mặt lắp, qua 3 khe trong hộp lắp, tháo camera khỏi bề mặt lắp. Nhưng không ngắt kết nối cáp đồng trục khỏi camera, khoan 3 lỗ dẫn hướng bằng mũi khoan 1/8 inch. Bôi keo dán hàng hải vào mặt sau của vỏ lắp dọc theo mép tiếp xúc với thân tàu. Đảm bảo bôi đủ keo dán hàng hải. Đây là lớp keo dán duy nhất giữa vỏ lắp và bên trong thân tàu. Đặt camera trở lại thân tàu và xoay hộp lắp theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Tiếp theo, lắp vít lắp để cố định camera bằng tua vít hoặc mũi khoan T10 TORX. Nới lỏng 4 vít điều chỉnh độ nghiêng cho đến khi camera di chuyển tự do lên xuống bên trong hộp gắn. Nghiêng camera lên xuống bên trong hộp gắn cho đến khi trục nghiêng nằm trong vị trí mong muốn. Vặn chặt 4 vít điều chỉnh và theo từng bước nhỏ xen kẽ để cố định camera bên trong hộp gắn.
vặn chặt các vít này theo từng bước nhỏ xen kẽ, giúp tránh lực không đều, kéo camera ra khỏi vị trí thẳng hàng trong khi cố định máy ảnh. Đảm bảo gasket đỏ nằm chắc chắn trong rãnh của vỏ máy. Cuối cùng, vặn chặt các vít trên nắp hộp gắn theo từng bước nhỏ và theo từng bước nhỏ xen kẽ đến 10 inpound bằng tua vít lực. Và đó là tất cả. Cảm ơn bạn đã xem video. Để được trợ giúp thêm, vui lòng truy cập marinesupport.garmin.com.